Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tờ The New York Times mới đây đăng tải video quay cảnh khu tị nạn Jabalia ở dải Gaza, Palestine, tan hoang sau hai trận không kích của Israel. Các cảnh quay cho thấy nhân viên cứu hộ và người dân đang đào bới đống đổ nát và hỗ trợ cứu chữa những người bị thương. Theo The New York Times, cảnh tượng tại khu tị nạn Jabalia chẳng khác nào cảnh các tòa nhà lớn bị san phẳng hoàn toàn. Theo đài CNN, khu tị nạn này đã bị tấn công hai lần vào ngày 31 tháng 10 và ngày 1 tháng 11. Đài CNN dẫn lời ông Atef Al-Khalaoud, giám đốc Bệnh viện Indonesia gần trại tị nạn, rằng ít nhất 80 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương sau vụ tấn công ngày 1 tháng 11. Ông Khalaoud cho biết phần lớn số người thương vong là phụ nữ và trẻ em. Quân đội Israel cho biết lực lượng nước này đã tiêu diệt một chỉ huy nữa của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 1 tháng 11 khi thực hiện cuộc tấn công thứ hai vào trại tị nạn Jabalia ở dải Gaza trong hai ngày liên tiếp. Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel cho biết dựa trên thông tin tình báo chính xác, máy bay chiến đấu đã tấn công khu chỉ huy và kiểm soát của Hamas ở Jabalia, tiêu diệt chỉ huy đơn vị tên lửa chống tăng của Hamas là Muhammad Asa. Tuyên bố của Israel nêu rõ, Hamas cố tình xây dựng cơ sở hạ tầng bên dưới, xung quanh và bên trong các tòa nhà dân sự, cố tình gây nguy hiểm cho dân thường Gaza. Hamas đã bác bỏ thông tin này. Israel đã bị lên án sau khi thực hiện hai vụ không kích trại Jabalia. Các quan chức nhân quyền Liên Hợp Quốc nói rằng hoạt động này của Israel có thể là một tội ác chiến tranh. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc viết trên mạng xã hội X, với số lượng dân thường thương vong cao và quy mô tàn phá sau các cuộc không kích của Israel vào trại tị nạn Jabalia, chúng tôi thật sự lo ngại rằng đây là những cuộc tấn công có thể cấu thành tội ác chiến tranh. Nhằm đáp trả vụ tấn công bất ngờ của phong trào vũ trang Hamas vào ngày 7 tháng 10 khiến 1.400 người Israel thiệt mạng, Israel đã phong tỏa toàn diện dải Gaza, chặn tất cả các nguồn cung thực phẩm, nước, nhiên liệu và điện cho dải Gaza. Nhiều lò bánh mì ở Gaza đã ngừng hoạt động vì thiếu bột mì và nhiên liệu cho lò nướng. Hàng dài người dân, có khi đến hàng trăm người chờ đợi hàng giờ để mua bánh mì, giá cả lương thực phẩm ít ỏi. Còn lại trong các cửa hàng, chủ yếu là đồ khô và rau củ tăng vọt khiến nhiều người không mua nổi, theo tờ The Wall Street Journal. Ông Mohammad Rafah, một người dân ở thành phố Rafah miền nam Gaza cho biết, hầu như mỗi ngày ông phải thức dậy lúc 3 giờ sáng để xếp hàng mua bánh mì và phải chờ tới 6 tiếng mới tới lượt. Sau khi mua bánh mì, ông lại phải tiếp tục chầu trực xếp hàng mua nước, mua thực phẩm ở chợ. Ông Mare Abdul Karem, sống ở thành phố Deir al-Bala, miền trung Gaza nói rằng gia đình ông phải ăn tiết kiệm để dành một ít dự phòng cho con cái trong thời gian tới bởi ông cho rằng tình hình tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Tổ chức nhân đạo Oxfam International ước tính rằng kể từ khi xung đột bùng nổ vào ngày 7 tháng 10, chỉ có khoảng 2% lương thực thực phẩm cần thiết để nuôi sống người dân được gửi vào Gaza. Theo bản cập nhật vào cuối ngày 30 tháng 10 của chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc, nguồn cung thực phẩm thiết yếu của Gaza sẽ hết sau 7 ngày nữa. Người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine Philippe Lazzarini cảnh báo rằng bên cạnh việc khan hiếm thuốc men, nước, thì đường phố Gaza đã bắt đầu tràn ngập nước thải và điều này sẽ sớm gây ra mối nguy lớn cho người dân ở đây. Cùng ý kiến, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF chịu trách nhiệm giám sát các vấn đề về nước và vệ sinh cho Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước sạch và thiếu đảm bảo vệ sinh đang trên đà trở thành một thảm họa. Ông Carlos Schwab, giảng viên chuyên về nước và sức khỏe cộng đồng tại Đại học Johns Hopkins, Mỹ, lo ngại về nguy cơ dịch bệnh khi nước thải đang tích tụ trên đường phố và người dân sơ tán đang phải chen chúc ở những nơi trú ẩn thiếu vệ sinh trong khi họ không có đủ nước để tắm rửa vệ sinh. Theo báo cáo của UNICEF vào ngày 17 tháng 10, lượng nước sẵn có ở Gaza hiện ở mức 5% so với bình thường và người dân Gaza đang sống với ít nhất hơn 3 lít nước mỗi ngày, thấp hơn nhiều so với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO là 50 lít. Vốn là mức tối thiểu cần thiết để đáp ứng các nhu cầu cơ bản bao gồm uống, nấu ăn và vệ sinh. Ngày 1 tháng 11, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel chuẩn đô đốc Daniel Hagari nói rằng lực lượng Israel đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở phía bắc dải Gaza. Ông này cũng cho biết hoạt động chiến đấu của Israel ở Gaza đang tiến triển theo kế hoạch, theo tờ The Times of Israel. Với kế hoạch đã chuẩn bị từ trước, thông tin tình báo chính xác và các cuộc tấn công chung từ trên bộ, trên không và trên biển.
Lực lượng của chúng tôi đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Hamas ở phía bắc dải Gaza, ông Haggadi nói. Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Yoav Gallant nói rằng Israel đang đạt được những thành tựu to lớn trong hoạt động trên bộ ở dải Gaza. Tôi rất ấn tượng trước hoạt động của lực lượng chúng tôi. Đây là một hành động quyết đoán và dứt khoát, có sự hợp tác mạnh mẽ giữa lực lượng mặt đất và không quân, vị Bộ trưởng nhận xét. Lực lượng phòng vệ Israel ngày qua cũng tuyên bố đã tiêu diệt ông Muhammad Azhar, nhân vật mà Israel mô tả là người đứng đầu hệ thống chống tăng của Hamas. Theo tuyên bố của lực lượng phòng vệ Israel, dưới sự chỉ huy của ông Azhar, Hamas đã thực hiện một số cuộc tấn công bằng tên lửa chống tăng nhằm vào công dân và binh sĩ Israel. Nhóm Hamas chưa bình luận về tuyên bố của Israel. Ngày 30 tháng 10, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi tất cả những người có trách nhiệm rút lui khỏi bờ vực chiến tranh, theo đài CNN. Ông Guterres cho biết ông sẽ tiếp tục yêu cầu thả tất cả các con tin ở Gaza ngay lập tức và vô điều kiện, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức. Theo nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc, tôi lập lại sự lên án hoàn toàn của mình đối với các cuộc tấn công kinh hoàng do Hamas gây ra. Không bao giờ có lời biện minh nào cho việc giết hại, làm bị thương và bắt cóc thường dân. Bên cạnh đó, ông Guterres cũng lên án Israel vì, thay vì một lệnh tạm dừng nhân đạo cực kỳ cần thiết được cộng đồng quốc tế ủng hộ, Israel lại tăng cường các hoạt động quân sự của mình. Ông Guterres lưu ý rằng tình hình ở Gaza ngày càng tuyệt vọng hơn theo từng giờ và kêu gọi tất cả các bên tôn trọng nghĩa vụ của mình theo luật nhân đạo quốc tế. Cuối tuần qua, công tố viên Tòa án Hình sự Quốc tế ICC Karim Khan đã đến thăm cửa khẩu Rafah giữa Ai Cập và Gaza và nói rằng ICC đang tiến hành các cuộc điều tra tích cực liên quan các tội ác được cho là đã xảy ra ở Israel vào ngày 7 tháng 10, cũng như các vấn đề ở Gaza và bờ Tây. Ông Khan lưu ý rằng bất kỳ ai nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự trong cuộc xung đột sẽ cần phải giải thích cho mọi cuộc tấn công. Vị công tố viên cũng cảnh báo rằng việc từ chối hỗ trợ nhân đạo cho dân thường là một tội ác. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa qua đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, nhấn mạnh sự cấp thiết phải bảo vệ dân thường và tăng cường dòng viện trợ nhân đạo vào Gaza. Theo thông báo của Nhà Trắng về cuộc điện đàm, Tổng thống Biden nhắc lại rằng Israel có mọi quyền và trách nhiệm để bảo vệ công dân của mình khỏi khủng bố và nhấn mạnh sự cần thiết phải làm như vậy theo cách phù hợp với luật nhân đạo quốc tế, ưu tiên bảo vệ dân thường. Trước đó, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jack Sullivan nói với đài CBS News rằng Israel có nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế để bảo vệ mạng sống của dân thường. Ông Sullivan bày tỏ, chúng tôi đã chứng kiến hàng nghìn thường dân Palestine thiệt mạng trong cuộc xung đột này. Đó là một bi kịch. Mỗi cái chết của những cá nhân đều là một thảm kịch và mạng sống của mọi thường dân, người Palestine, người Israel là linh thiêng và phải được bảo vệ. Việc quan chức cáo buộc Hamas sử dụng dân thường làm lá chắn sống, nhưng nói thêm rằng điều đó không giảm bớt trách nhiệm của Israel trong việc cố gắng bảo vệ dân thường. Ông Sullivan nhấn mạnh, điều quan trọng là Israel phải phân biệt giữa việc truy đuổi các mục tiêu khủng bố, tiêu diệt những kẻ khủng bố tiếp tục đe dọa Israel và truy lùng dân thường. Đó là nghĩa vụ và trách nhiệm của Israel, và đó là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy họ. Cũng trong ngày 30 tháng 10, Bộ Ngoại giao Pháp ra tuyên bố rằng bạo lực ở bờ Tây dẫn đến việc giết hại và di dời một số thường dân Palestine cần phải chấm dứt. Trong khi đó, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi cho rằng Israel đã vượt qua làn ranh đỏ ở Gaza và điều này có thể buộc mọi người phải hành động. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!